Không thể im lặng thêm nữa, một đồng nghiệp tố cáo nam em nói sai sự thật, bức xúc treo status chửi thẳng mặt. Trong tâm bão scandal tình tay ba nhà Phương Trường Giang nam em, phát ngôn của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long khiến bạn chơi cùng cô Châu Ân rời cậu đây rồi bức xúc. Công khai chuyện tình cảm của mình và nam danh hài Trường Giang, nam em đang hứng chịu bão dư luận. Cô bị lên án dùng chuyện tình cảm PR sản phẩm, làm tổn thương nhà Phương, bạn gái danh chính ngôn thuận của Trường Giang. Chưa dừng ở đó, một nạn nhân gián tiếp cũng bị ảnh hưởng bởi nam em, chính là bạn chơi cùng nam em trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi tập 12 mùa 4, nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Ơn Rời Cậu Đây Rồi là chương trình thực tế hài, ở đó các khách mời không biết trước kịch bản mà tùy biến để xử lý các tình huống do trưởng phòng đưa ra. Tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 4, nam em vào phòng của trưởng phòng Trường Giang. Cô cho biết đây là thời điểm tình yêu thăng hoa. Trả lời phỏng vấn, nam em nói, những gì khán giả thấy trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, nó không phải là diễn xuất, là thi, mà là một thử thách anh Giang dành cho tôi. Lúc đó tôi và anh đang ở giai đoạn thăng hoa trong tình yêu. Các phòng còn lại có các bàn bạc, có trao đổi với nhau, nhưng tôi với anh thì không. Và hôm đó những gì tôi nói trên sân khấu là cảm xúc thật của tôi gửi đến anh. Ngay sau phát ngôn đó của Hoa Khôi, nam ca sĩ Hồ Việt Trung bức xúc trên trang cá nhân. Có cái này tôi hơi bức xúc, bà nói hôm thi Ơn Rời Cậu Đây Rồi, phòng bà là tự nhiên, các phòng còn lại có bàn bạc trao đổi với nhau. Trời ơi, tôi có biết gì đâu mà nói tôi bàn bạc. Bữa đó tôi bị đơ như cây cơ, bị dập te tua không thấy hả, oan quá đi, Lâm Vĩ Dạ minh oan cho em chị ơi. Hồ Việt Trung nhận thử thách của trưởng phòng Hồng Đào. Hồ Việt Trung khi đó vào phòng của trưởng phòng Hồng Đào, nam ca sĩ không được đánh giá cao xử lý các tình huống của trưởng phòng, không tinh tế và kém hài hước. Dưới dòng trạng thái của Hồ Việt Trung, cư dân mạng đã nhiệt tình bình luận chê trách phát ngôn của nam em. Sau đó cô phải lên trang cá nhân giải thích rằng, cho phép em đính chính lại câu chuyện ở Ơn Rời, là những phòng khác thì em không biết thế nào, nhưng riêng phần của em ở trên sân khấu hoàn toàn là sự chân thật. Scandal nổ ra, clip phần thi của nam em trong chương trình Ơn Rời cũng được khán giả đào mộ và ném đá dữ dội. Hiện chỉ có nam em liên tiếp trả lời các báo, kể về thiên tình sử, trong khi đó nhà Phương Trường Giang không hề lên tiếng về sự việc.